An Giang, đám cưới khủng, tiền chất thành cọc, vàng kim cương đếm không xuể. Những năm gần đây, dân tình đã chứng kiến không ít đám cưới khủng xuất hiện trên mạng xã hội. Có những đám cưới gây ấn tượng với những màn trang trí cầu kỳ và cũng có những lễ thành hôn khiến ai nấy ao ước khi nhìn số của hồi môn mà quan viên hai họ trao tặng. Và mới đây, dân tình lại được dịp trầm trồ với một đám cưới tại An Giang. Được biết, đám cưới diễn ra tại An Giang vào ngày 12 tháng 3 vừa qua. Theo đó, cặp đôi cực hạnh phúc trong ngày cưới với hồi môn siêu khủng này là cô dâu Lương Mỹ Ngọc và chú rể Huỳnh Phát. Trong bài đăng của mình, cô dâu chia sẻ: "Nay được về với mẹ, người phụ nữ quyền lực của con, cảm ơn mẹ đã tặng con món quà to bự, khởi nghiệp thành công, còn nữa mà hết chụp nổi. Cảm ơn hai mẹ và anh chị, cô dì chú bác đã thương Ngọc, chân thành cảm ơn nhiều lắm." Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Quý Nguyễn, là người đã chụp ảnh trong đám cưới cho biết, chú rể trong hôn lễ chính là Huỳnh Tiến Phát, cô dâu là Lương Thị Mỹ Ngọc. Chú rể vốn là con cả của một tiệm vàng ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, còn cô dâu là con gái út của một đại lý vé số ở thị trấn Cái Dầu, huyện Cái Dầu, An Giang. Chuyện tình cảm của cặp đôi này khiến anh Quý Nguyễn vô cùng ấn tượng. Theo đó, để cưa đổ được cô dâu, chú rể đã đều đặn đến nhà cô dâu mua vé số để có được số điện thoại liên lạc và cơ hội tìm hiểu nhau. Anh thấy dễ thương nhất là chuyện chú rể tìm cách tiếp cận cô dâu bằng cách mua vé số đều đặn và đúng ngày, giờ là việc của cô dâu. Sau một thời gian mới có số điện thoại để liên lạc và bắt đầu chuyện tìm hiểu và yêu nhau. Anh Quý chia sẻ. Cũng theo anh Quý Nguyễn, trong đám cưới, ekip của anh đi chụp ảnh và quay phim gồm 7-8 bạn. Đặc biệt, trong hôn lễ của hồi môn của cô dâu và chú rể khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Phần hồi môn là nhà gái tặng hơn 2 tỷ, chưa tính trang sức, còn nhà trai thì tặng rất nhiều vàng và hộp xoan, không thể ước tính được, anh Quý Nguyễn cho biết. Theo đó, trong những bức ảnh cô dâu chia sẻ trên trang cá nhân, trên mặt bàn bày la liệt của hồi môn của đôi vợ chồng trẻ, tiền, vàng, ngoại tệ, kim cương, đếm không xuể. Xếp cùng với những chiếc vòng cổ, nhẫn cưới óng ánh là hàng chục cọc tiền 500.000 đồng được chuẩn bị sẵn để tiễn con gái về nhà chồng. Dân mạng gọi đây là một đám cưới hết sức giản dị khi cô dâu chú rể chẳng có gì nhiều, chỉ có toàn những cọc tiền lẫn trang sức đeo đến nặng triệu cả người cũng hết. Rất nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ với sự giàu có của gia đình cô dâu chú rể. Nhìn qua số quà này, nhiều người suy đoán rằng sương sương cũng vài tỷ tiền mặt, riêng về vàng và kim cương thì nhiều không đếm nổi. Theo thông tin được tiết lộ, thì số quà này chỉ mới là quà ở bên nhà cô dâu và tân nương cũng chia sẻ rằng còn nhiều quà nữa nhưng không thể chụp hết được. Ngay lập tức những hình ảnh về đám cưới cực khủng ở An Giang trở thành đề tài bàn tán trong cộng đồng mạng. Rất nhiều những hội nhóm đã chia sẻ hình ảnh để đăng tải. Trong khi đó ở phần bình luận, các bạn trẻ thi nhau tắt tên người yêu với mong muốn sau này cũng chỉ cần đám cưới đơn giản thế này. Rất nhiều bình luận được cho rằng anh chàng này trúng số khi lấy được cô vợ với gia thế khủng như vậy. Nhiều bình luận như sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ được nhắc đi nhắc lại. Nhưng cũng có những ý kiến phản bác rằng mây tầng nào gặp gió tầng đó. Anh chàng chú rể kia cũng có gia thế không phải dạng vừa mới có thể yêu một tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy. Chuyện nhường vợ gả chồng vốn là điều rất quan trọng mà bố mẹ nào cũng muốn thực hiện chu toàn, trọn vẹn nhất cho con cái của mình. Vào ngày vui của con, dù ít dù nhiều, bố mẹ đều có quà để tặng cho con dâu, con rể như một lời gửi gắm, chúc phúc cho cả hai trong cuộc sống hôn nhân phía trước.